Và đây là cái món thịt kho của Mộng đã hoàn thành nha mọi người. Rồi Mộng múc cho anh Thái ăn cơm. Mọi người cũng ăn cơm với anh Thái nhà Mộng. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube em Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Mời mọi người hôm nay Mộng làm món thịt ba chỉ kho củ cải cho anh Thái nhà Mộng ăn cơm. Rồi Mộng chín là Mộng múc ra chanh dọn cơm chanh ha, và cả nhà cùng ăn cơm với Mộng nha. Chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube Hoa Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Nay Mộng đào bếp, Mộng nấu anh Thái món thịt kho củ cải. Rồi mời mọi người cùng ăn cơm với anh Thái nhà Mộng nha. Mộng ăn chay nhưng mà Mộng nấu đại, không biết nó có mặn ngon ngọt gì vừa không. Enjoy. Và đây là cơm Mộng Mộng đã nấu xong, bây giờ anh Thái nhà Mộng về ăn. Mời cả nhà cùng ăn cơm với anh Thái nhà Mộng nha. Hôm nay Mộng làm món thịt ba chỉ kho củ cải trắng mọi người với canh mướp. Ê, thịt vừa ăn không con? Mẹ không có nêm, mẹ nêm đại. Có mặn không? Mà nó nóng luôn nè. Có mặn không? Cơm nóng hả? À? Cơm nóng hả? À? Hả? Con nôn quá chị, ngủ chút em. Đến mời cả nhà ăn cơm với Mộng nha. Ăn Thái nhà Mộng. Mộng ăn chay. Mà Mộng vẫn nấu đồ ăn cho anh Thái nhà Mộng ăn. Coca. Coca uống. Cho anh Thái. Vừa ăn không con? Có mặn không? Không. Mời cả nhà cùng ăn cơm với anh Thái nhà Mộng. Hôm nay mẹ Mộng quay video cho anh Thái. Mẹ Mộng làm camera cho anh Thái. Ăn đi con. Cô kia hai cô ca đi ra. Để mẹ đi trộn cơm cho cô ca ăn nè. Cô ca ơi ra đi con. Cho anh Thái ăn cơm ra đi con, chúc mẹ trộn cơm cho con ăn. Mến mời cả nhà cùng ăn cơm. Anh Thái nhà Mộng ăn là một tô vậy mọi người. Mẹ kho nó kẹo lại ngon. Đó, ở nhà nấu cơm giờ đợi. Rồi 10 giờ anh Thái nhà Mộng mới về ăn cả nhà yêu. Mến mời, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Và đây mời cả nhà cùng ăn cơm thịt ba chỉ kho củ cải canh mướp. Chúng mở nhạc mà dính Đăng Quyền nha con. Mình đang quay clip cho con. Sao bị bóng quyền quá Thái ơi. Rồi con tắt đi. Cái giọng nói cũng nói cũng bị đó con. À, và tới đây là video đã dài. Mộng xin kết thúc video nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Mộng. Nếu thấy hay thì mọi người cho Mộng một đăng ký kênh, một chia sẻ, một tim, một like kia. Bấm vào cái chuông ủng hộ. Hay Mộng nhi, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.